Dạ, nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể kính em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục lên cho các bác một máy cưa hút Mana 236, một con máy cưa nói chung là về sử dụng cắt cưa gia đình các bác nhé. Đấy, con này là công suất của nó là 38cc, phù hợp cho các bác nào mà cần tìm cho mình một chiếc máy cưa hàng VIP chất lượng, các bác tham khảo từ con này các bác nhá. Máy móc tình trạng thì em nghĩ là 99% nữa, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá, không một nốt tì vết luôn các bác ạ. Máy móc thì đảm bảo cho các bác là tuyển lựa nguyên zin nguyên bản, hệ hàng chuẩn của Thụy Điển các bác nhá. Đấy, các bác nhìn qua tất cả máy móc thì không hề có biểu hiện bể vỡ hay là hư hỏng bất kỳ linh kiện gì các bác nhá. Máy móc cực VIP, tình trạng như thiếu thùng luôn. Làm xích thì nguyên zin nguyên bản của nó. Xích thì con này còn to bản nguyên này các bác. Đấy, các bác nhìn qua phần bô của nó này các bác ạ. Có thấy có VIP và chất lượng không ạ? Một chiếc máy cưa hút Mana 236. Con này thì tích hợp chụp giật trợ lực lò xo các bác nhá. Sản xuất con này là năm 2011. Hút Mana Sweden các bác nhá. Tem mác thông số kỹ thuật của nó hết ở trên này các bác nhá. Tình trạng con này thì đời cao, cực kỳ cao rồi. Có núm bơm xăng phụ luôn, e gió tự động. Và con này linh kiện của nó thì sửa chữa rất là nhiều các bác nhá. Hệ này là hệ bãi các bác nhá. Tem mác này, hướng dẫn sử dụng của nó thì còn y chang là nguyên luôn, nguyên zin nguyên bản. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên. Tất cả thông số kỹ thuật của nó đây các bác nhá. 38cc, cân nặng đầu máy không là 4,7kg. Đấy, còn cả làm xích thì em nghĩ vào tầm khoảng 5kg, hơn 5kg một tí xíu. Và chụp giật là chụp giật trợ lực lò xo, giật cực kỳ nhẹ nhàng. Máy móc cửa hàng chúng em đã căn chỉnh test nổ tất cả ngon lành hết rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi các bác nhá. Đó, cực kỳ VIP và chất lượng luôn. Những cái hệ đẹp như thế này lâu lâu mới có được một cây thôi các bác nhá, không có nhiều. Nên là các bác nào mà thấy video này ưng ý con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng. Đó, thời gian vừa rồi thì cửa hàng chúng em có lên mấy cây, nhưng mà có khách đặt hết rồi, nhưng mà rất là nhiều các bác đặt hỏi nhưng mà không còn. Hôm nay thì mới về thêm được một cây nữa. Thì các bác xem video mà cảm thấy ưng ý rồi muốn đặt hàng con này thì liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay các bác nhé. Quay tổng thể cây máy, hàm tích hợp sẵn hàm rồng cho các bác luôn. Đó, hàm rồng ở đây này, quá VIP chất lượng luôn các bác nhé. Cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này để cho các bác nghe qua tiếng máy luôn, xem là các bác có ưng ý trải nghiệm của tiếng nổ của con này không các bác nhé. Con này cửa hàng bán với giá là 3.600.000, các bác nào ưng ý thì liên hệ cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Ngoài trời giờ đang lác đác vài hạt mưa rồi thì cửa hàng chúng em xin kết thúc video sớm tại đây. Các bác nào ưng ý con này thì liên hệ trung cấp cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.